khi nhu cầu về các sản phẩm thân thiện với môi trường ngày càng tăng. Các công ty trên một hòn đảo của Estonia đang sản xuất những ống hút làm bằng lau sậy có sẵn tại địa phương. Những ống hút làm bằng cây sậy này có thể tái sử dụng, phân hủy sinh học và có thể được mở rộng. Với ống hút sậy, bạn có thể sử dụng đến 40 lần. Trên đảo Saaremaa, các nhân viên công ty Sutu đang bận rộn thu hoạch trên những cánh đồng lau sậy, một trong những nguồn tài nguyên thiên nhiên chính trên đảo. Và những phụ nữ như chị Kirsty Patanpoja đang biến loại cây này thành ống hút thân thiện với môi trường. Trông nó rất đẹp, mỗi ống hút đều rất độc đáo, nó giống như một bông tuyết vậy. Chị Patanpoja là giám đốc marketing của nhà sản xuất ống hút Sutu ở Estonia. Công ty của chị kỳ vọng nhu cầu ống hút sậy sẽ tăng sau khi Liên minh châu Âu tuyên bố cấm nhựa sử dụng một lần từ tháng 7 năm 2021. Đối với chị Patanpoja, đó là cơ hội để phát triển mở rộng công việc kinh doanh. Đây là cơ hội của chúng tôi, vì vậy chúng tôi sẽ thu hoạch nhiều sậy hơn và chúng tôi sẽ sản xuất nhiều ống hút hơn. Chúng tôi có dây chuyền tự động, nó sẽ giúp chúng tôi sản xuất nhiều hơn. Một ca làm được khoảng 3 triệu ống hút. Công ty sản xuất ống hút Sutu gần đây đã đầu tư vào một dây chuyền sản xuất bằng trí tuệ nhân tạo, có tác dụng quét lau sậy, tìm ra những phần tốt nhất của cây để sản xuất ra ống hút. Họ cũng đang làm việc với các nhà khoa học để phát triển một vật liệu sinh học tổng hợp làm từ sản phẩm thừa của cây sậy để sản xuất đĩa, cốc và các sản phẩm dùng một lần khác. Và Sutu không phải là công ty duy nhất trong lĩnh vực này. Chị Great Dream là giám đốc điều hành và đồng sáng lập của công ty sản xuất ống hút Sako. Chị cho biết, chị nghĩ tới công việc kinh doanh này khi thấy cây sậy chắn tầm nhìn ra biển từ phòng khách của chị. Công ty chị hiện sản xuất ống hút thủ công và có kế hoạch chuyển sang sản xuất hoàn toàn tự động trong những tháng tới. Tự động hóa quy trình đồng nghĩa với việc sản xuất ống hút thân thiện với môi trường sẽ rẻ hơn. Chị Rim cho biết những ống hút này sẽ có giá khoảng 0,07 đô la Mỹ, cao hơn gấp đôi so với ống hút bằng nhựa, nhưng vẫn rất rẻ nếu xét đến lợi ích lâu dài mà nó mang lại. Chúng tôi đang làm những ống hút có thể tái sử dụng. Chúng được làm bằng nguyên liệu lấy từ phần dưới của cây sậy. Phần này thường mọc dưới nước, vì vậy nó dày hơn nhiều. Độ dày của thành ống cứng hơn nhiều. Bạn có thể cho vào máy rửa bát, có thể sử dụng ít nhất 50 lần. Tôi đã dùng loại ống hút này được 2 năm rồi và chúng vẫn rất tốt.